Hoan hỷ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin kính chúc cho tất cả quý vị chúng ta luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, việc xem tử vi cho tuổi Bính Ngọ trong tháng 1 này cho thấy tuổi Ngọ được quý thần tương trợ, cho nên là tháng 1 là một trong những tháng mà rất là tốt lành đối với người tuổi Ngọ. Về công danh sự nghiệp có những bước đột phá nhất định, và hơn nữa tháng 1 thì tuổi Bính Ngọ được thần tài ban lộc, giàu sang phú quý chiếu mệnh. Về tổng quan tháng 1 là thời điểm khá là ổn định về tài chính của quý vị tuổi Ngọ. Mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi bài luận giải chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ Bính Ngọ sinh năm 1966 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Bính Ngọ nói riêng là người luôn luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ dễ thành công trong mọi lĩnh vực, tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Bính Ngọ, mệnh thiên hà thủy, là người thông minh, lanh lợi, cũng rất hoạt bát và nhanh nhẹn. Họ nhiệt tình và phóng khoáng, cũng có đầu óc thẩm mỹ tốt, có thể là người dẫn đầu xu hướng. Tính cách mạnh mẽ và đôi khi có phần cố chấp, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Đây là người có tài lãnh đạo, biết kết hợp giữa nhân ái và nghiêm khắc để quản lý cấp dưới mà không gây ra sự bất mãn, cũng được cấp dưới tôn trọng và yêu quý rất nhiều, các mối quan hệ khăng khít và tốt đẹp. Tuy nhiên, theo phong thủy lộc tài, tuổi Bính Ngọ nên học cách kiểm soát bản thân tốt hơn, nên mở lòng và đón nhận ý kiến của mọi người, chớ nên một mình một ý, dễ trở thành người cô độc. Tin vui đối với người tuổi Bính Ngọ trong tháng này là hầu hết các phương diện đều có khởi sắc rất đáng mong chờ, đặc biệt là về tài lộc. Không chỉ chính tài ổn định mà bản mệnh còn có cơ hội thu được lợi nhuận phong phú ở thiên tài, gia tăng tích lũy tài sản trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, vì tiền bạc đến nhanh nên một số người tâm lý hoang phí, tiêu xài bừa bãi khiến cho tài lộc thất thoát cũng rất nhanh. Về phương diện tình cảm của người tuổi Bính Ngọ tháng này không thật sự khởi sắc, gia đình bạn sẽ dễ xảy ra những tranh chấp cãi cọ không mong muốn. Dù trong hoàn cảnh nào, cũng hãy bình tĩnh để giải quyết mọi việc thấu đáo nhất, chớ nóng vội mà hỏng việc. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Nhâm Dương Thủy nên gọi là thiên tài, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Bính Ngọ sẽ có dễ tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận xảy ra tranh chấp cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận, có thể dẫn đến chia tay. Các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong lĩnh vực sự nghiệp, với những người vẫn còn đi làm, con giáp này sẽ có năng lực, lại biết cách phát huy những thế mạnh của bản thân nên có thể được cấp trên ưu ái. Tuy nhiên, những người tuổi Bính Ngọ phải kiểm soát cảm xúc của mình cho thật tốt, chớ để cảm xúc lọt vào trong công việc, nếu không thì bạn sẽ phải trả giá đắt, thậm chí là đánh mất vị trí mà mình đang có. Nên bình tĩnh suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải, bởi có những chuyện dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra, chỉ có cách để giải quyết tốt nhất chứ không có cách nào trốn tránh mãi được. Nếu đã đến tuổi về hưu và theo kinh nghiệm chuyên môn buôn bán tự chủ, sức cạnh tranh tăng lên đáng kể, khó triển khai kế hoạch như những gì đã tính toán trước, không có lợi cho việc cải thiện hiệu suất, nâng cao doanh thu. Đó chính là lý do mà bản mệnh dễ nảy sinh ra tâm lý tiêu cực, thậm chí có thời điểm muốn buông xuôi hoặc mặc kệ tất cả. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Bính Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Vận tài lộc của người tuổi Bính Ngọ không khởi sắc trong tháng 1 âm lịch này. Xem tử vi cho thấy bản mệnh mặc dù công việc tiến triển tốt nhưng thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp bạn cải thiện được phần nào cuộc sống của mình, nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những sự việc không thực sự cần thiết.
người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này, chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan lẫn khách quan. Việc chi tiêu trong tháng cũng cần phải tính toán cho thật khoa học, chớ nên tin người thái quá để rồi tiền mất tật mang. Ai xứng đáng chi tiền mới chi. Đồng thời, tránh việc vung tiền theo sở thích và hứng thú nhất thời, kẻo hao tổn khoản tiền lớn. Tháng này, khi quyết định đầu tư vào lĩnh vực nào đó phải hết sức cẩn thận, kẻo tiền mất tật mang, gây hậu quả khôn lường. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng để có thể mang lại cho quý gia chủ công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Bính Ngọ có thể không tốt vào tháng này. Sự nghiệp bận rộn sẽ khiến cho bạn lo lắng hơn và dễ thức khuya, hút thuốc và uống rượu. Điều này sẽ gây ảnh hưởng rất tệ cho sức khỏe của bạn. Bạn nên giữ thái độ tích cực, chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi cơ hội. Bạn dễ mắc các chứng khó chịu về đường tiêu hóa, cảm cúm, sốt cao do thời tiết thay đổi, tiềm ẩn những mối nguy ở tim mạch. Do vậy, cần phải kiểm soát cảm xúc thật tốt, tránh xúc động mạnh kẻo dễ bị đột quỵ. Các quý gia chủ tuổi Bính Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để Bát Bảo Tâm Kinh phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng Bát Bảo Tâm Kinh theo tuổi của quý gia chủ tuổi Bính Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Về phương diện tình cảm của người tuổi Bính Ngọ tháng này không thật sự khởi sắc. Với những người độc thân, mặc dù một vài mối nhân duyên sẽ đến với bạn, nhưng tất cả đều không thành, do tính cách của bạn không hòa hợp được với đối phương. Bạn cẩn trọng, tỉ mỉ, nhưng không nhiệt huyết, ga lăng, tuy vậy cũng không nên buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là duyên chưa tới mà thôi. Với những người đã có gia đình, xung đột, tranh cãi xảy ra liên tục, cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này chính là bình tĩnh trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán, tuyệt đối không áp quan điểm bảo thủ của bạn khi có mâu thuẫn. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022 tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim, Bạc Kim. Tháng Dần, lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tốt thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Bính Ngọ trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 1 năm 2022, tức ngày 4 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 1 năm 2022, tức ngày 16 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 1 năm 2022, tức ngày 28 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Ngọ trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 1 năm 2022, tức ngày 11 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 1 năm 2022, tức ngày 23 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 trong tháng 1 âm lịch. Qua phần luận giải đó thì quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 1 âm lịch này, đúng không ạ? Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Trước khi rời đi thì quý vị đừng quên nhấn like video này, đăng ký kênh và cùng với đó là ấn chuông quý vị nhé. Chúng tôi sẽ là người đầu tiên gửi những thông báo mới nhất cho quý vị. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.